Xin chào cả nhà mình nha. Hôm nay Lạc Bước xin hát theo một yêu cầu của một em gái có tên là Park Hae Jin. Em bình luận và nói: nhỏ lớn em ở với ngoại. Ngoại em mất 2 năm rồi, em rất nhớ ngoại lắm. Chỉ có bài nào hát về ngoại tặng em và những ai cùng chung hoàn cảnh ngộ với em. Em xin cảm ơn chị nhiều lắm. Vâng. Hôm nay Lạc Bước sẽ hát một ca khúc có tựa đề là Nhớ Ngoại Chiều Thu, gửi tặng cho em gái Park Hae Jin cùng với những anh chị em nào yêu thích những ca khúc về ngoại nhé. Và chị cũng xin chúc cho em luôn luôn vui vẻ và sống hạnh phúc nha. Hãy
Vâng, và mình cũng không quên chúc tất cả những anh chị em yêu ngoại và có hiếu với ngoại sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc và luôn luôn hạnh phúc nhé. Vâng, hôm nay Lạc Bước xin tạm dừng ở đây và xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo nhé. Bye bye!